Đây vâng, Imosai xin chào các bác nhé. Đây hình sư từ xa xa thì Imosai đang thấy chắc có một cái giao dịch hay sao ấy. Xin mời chủ nhân mới. Chào anh nhé. À đây là có cuộc giao dịch ạ. Đâu chủ nhân mới đâu ạ. Anh kia. Đây. Anh ơi. Anh vào đây nhỉ? Cho em tiêu ra món rồi thì nó gì. Đây hai bác có một cái cuộc giao dịch. Chủ mới và chủ cũ bây giờ chuyển sang chủ mới. Đây anh từ để các bạn tổ chức. Đây là chủ cũ của anh. Đây là chủ cũ. Chủ mới. Anh tiếp tục sở hữu tác phẩm này không? Cái này phải gọi thêm ông Sang vào. Sang đâu? Sang đâu? Tác phẩm xanh bản thân rất là đẹp các bạn nhé. Đây các bạn nhé, có một cái cuộc giao dịch rất là đẹp. Đây, tác phẩm ba xanh bản thân nhé. Rất nhiều anh em chứng kiến. Rất là vui quý vị ạ, đã có giao dịch cây. Em đứng ra cửa anh bảo đi, nhưng bắt tay thông qua chứ tứ nhỉ. Đây tác phẩm chuẩn bị để giao dịch đây. Đây các bạn nhé. Rất nhiều các bác đang chứng kiến cái bắt tay này. Trước khi bắt tay thì Imosai chia sẻ một chút về tác phẩm này nhé. Tác phẩm xanh cổ. Rất tuyệt vời. Cũng đang được anh em ghi hình. Bây giờ này này, các anh em có chương trình bắt tay chuyển nhượng cây. Đấy, chú là trưởng ban tổ chức, chú đứng vào bên cạnh đây đi. Để chứng kiến. Chứng kiến là anh giao dịch này. Giao dịch hôm nay. Thế và anh chủ cũ, anh cho em một cái đôi lời phát biểu một chút. Cảm nhận về anh sở hữu cây này thì lâu chưa? Nay chia sẻ mà sở hữu cây này thì 5 năm rồi. Cũng là rất tuyệt, một người em chân tình và chú cũng đã quan tâm và quý mến cái cây này thì mình để cho người yêu quý. Anh chia sẻ anh tên gì mà anh mình, tên là Hoán. Anh ở Quế Võ này anh. Mình Quế Võ. À anh Hoán thì hiện nay anh bán cho anh đây này. Tiệp. Tiệp à. Anh cũng ở Quế Võ anh. À, thế là cây quý vẫn ở Quế Võ. Nó giữ lại được. Là không bị chảy máu. Anh ban tổ chức nhỉ? Trước rồi. Khi mà trước giờ khai mạc mà đã có cuộc giao lưu cây này. Rồi, đúng thực thì đến bây giờ thì tất cả các bạn đến đây giao lưu, đến chơi, tham quan thì việc triển lãm xin cạnh chào mừng thị xã Quế Võ thì mình đã rất là vui. Nhưng trong cuộc vui này có niềm vui hơn, đó là cái sự giao lưu giữa hai người, đó là anh Thị Quán và anh Ngô Văn Tiệp. Và vẫn giữ được cái cây đẹp ở Đại Quế Hương. Đấy là cái điều rất là tuyệt vời. Đấy là điều rất xung quanh. Anh em bắt tay với anh Tiệp. Đấy các anh nhìn đây cho em. Bắt tay cái nào. Anh nhìn đây cho em ấy. Anh Sơn, chia sẻ một chút. Rất đông các bạn đang chứng kiến cuộc giao dịch này. Đây là cái tác phẩm mà vừa mới bắt tay xong nhé. Rất nhiều các bác đang quan tâm theo dõi cái tác phẩm này. Cái tác phẩm rất là quý. Bắt tay là quá là ok rồi. Tác phẩm rất là quý các anh nhé. Đây mình sẽ chia sẻ một chút. Đây để trong cái cây này để cái bảnh khá lâu rồi. Đây vừa bắt tay xong anh. Đây chuẩn bị đến giờ khai mạc các anh nhé. Cả nhà mình di chuyển sân khấu đi. Tốt. Cây này đẹp quá anh nhỉ. Giả đẹp. Thế mà anh định vừa lấy hôm trước con này à? Anh định chốt thì anh Tiệp, anh bảo anh chốt từ hôm qua rồi. thông tin giao dịch chính xác là không biết bao tiền anh nhỉ? Này anh không nắm rõ. Chắc phải đôi trăm rồi lên. Hơn 3 lít. Thế mà ít nhất chắc nó phải tầm 200 rồi lên. Đây là cái tác phẩm vừa mới bắt tay xong, anh Tiệp bắt tay xong nhá.
nói là một trong những cái tác phẩm mà gần như là đẹp ở cái khu vực này. Theo mình nói hình như là gần hơn 300 đấy. Chuẩn bị ra khai mạc thì cảm ơn các bác theo dõi Himalaya chia sẻ.